Chị Lucy có đi ăn đám cưới chị Diễm My không? Có nha mọi người. À, cái đồ đi ăn đám cưới của Diễm My chị may xong chưa vậy trời? Dạ. Đồ đi ăn đám cưới của Diễm My. À, rất là nhiều bạn, nhiều gọi là celeb sẽ mặc đồ của Elvis trong buổi đám cưới của Diễm My nha mọi người. Chị cho bé Ti Bình hay Ti Mẹ? Cho Ti Bình, tại vì đi làm rồi nên là cho Ti Bình. Anh Dương mất cỡ đi chỗ khác rồi. Ừ, hồi đó bị đặc lắm rồi đó, kiểu con nít muốn chết là kêu qua kêu lại kiểu ngại rồi đó. Trời, giờ bị đặt nói vậy thôi chứ hồi xưa ngại ngại rồi đó. Chị Lucy có tổ chức đám cưới không? Có, năm sau tới chị. Mọi người nhớ cái đám cưới của chị nha. Nhưng mà chị đang suy nghĩ là nên tổ chức giữa năm hay cuối năm. Tại cuối năm thì nó hơi bận một tí xíu, hơi nhiều việc. Mà giữa năm thì cũng ít thấy ai tổ chức đám cưới giữa năm, toàn tổ chức đám cưới cuối năm. Mọi người thấy là cuối năm hay giữa năm, mọi người comment nha. Comment tư vấn cho chị đi. Chị Lucy dễ thương xỉu. Trời, chắc tại mặc pyjama á. Mặc pyjama này dưới cái thông dễ thương quá trời mọi người. Rất là Noel luôn á. Mặc cái này là trời ơi, nói mặc Tết là siêu đỉnh luôn. Mặc Tết là siêu đỉnh luôn. Đầu năm, thôi đầu năm nóng tiếp. Đầu năm năm y chưa đi được. Đang muốn năm y kiểu đi to hoặc là ít nhất là cũng bập bẹ đồ đó. Đầu năm vô năm y mới được có 60 tháng à. Chỉ có là gần gần cuối năm hoặc là gần cuối năm với lại là cuối năm thôi. Cuối Nam My đi trao nhẫn tăng. Đúng rồi, Nam My sẽ đi trao nhẫn nha. Giữa năm là ở biển bao đẹp chơi. Sẵn ra bộ sưu tập mùa hè hợp lý luôn chị. Ghê vậy trời, tư vấn luôn nè. Chị ơi, chị có trên thuyền Ti Nọc Ngọc không ạ? À, là chưa hiểu. Chị có xem phim Tổng Tài thời Yến đồ đó không chị? Dạo này mê quá. Phim gì ạ? Phim gì ạ? Chưa biết, chưa được update luôn. Gần cuối, gần cuối là ví dụ như là một là mình sẽ tổ chức vô tháng 8. Hai là mình sẽ tổ chức vô tháng 11 hoặc tháng 12. Mà thấy tháng 12 bận lắm, còn tháng 11 là có sale. Trời ơi, chắc chốt. Không thời gian làm đám cưới luôn á trời. Bé Nam My bị rụng tóc, vành khăn, chị có bổ sung gì cho bé không ạ? À? Không bé yêu ơi, cũng chả bổ sung gì. Tại vì em cũng có uống cái thuốc để gì ta, vi sinh á, tạo cái gì, cái đường ruột gọi là gì ta, hệ tiêu hóa rồi, gọi là rồi đó, xong rồi uống cái tổng hợp vitamin D nữa là hết rồi. Còn trẻ con trẻ cái đó nó cũng, bác sĩ đi khám bác sĩ cũng nói bình thường, nó là bình thường thôi. Tháng 8 là vừa, tháng 8 được không mọi người? Chơi nhẹ cái tháng 8 được không? Tháng 8 nha, nhưng mà không biết tháng 8 chuẩn bị kịp không nè. Chắc phải có thêm hai đứa trợ lý nữa mới chuẩn bị kịp cái tháng 8 quá trời.